để quý Phật tử hiểu thêm về công ơn của cha mẹ, cũng như là nghe lời quý Ngài chỉ dạy cách báo hiếu về cha mẹ. Và thưa sư, có một sự trùng hợp là trong tuần lễ Phật Đản, trong một tuần thì thằng sư cũng là vị giảng sư giảng đầu tiên khai mạc. Hôm nay trong tuần lễ Vu Lan, sư cũng khai mạc giảng đầu tiên. Như sư thấy thì chánh điện đã kính hết xung quanh, hai bên kính, ngoài kính hết. Bây giờ mà mưa là không biết ngồi đâu luôn sư. Nên là thưa sư là quý Phật tử, cũng như chúng con cũng khuyến khích quý Phật tử trong tháng 7 này cố gắng tạo các công đức, cũng như học và về lời Phật dạy để hiểu về công ơn cha mẹ, cũng như học cách để trả ơn cho cha mẹ. Và kính thưa quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa là vị giảng sư mà thầy nghĩ quý vị đã từng gặp sư, cũng như là đã từng nghe sư giảng rất nhiều bài pháp rất là gần gũi, rất là sâu sắc. Bằng nụ cười từ bi và trí tuệ, sư đã khéo léo thiện xảo để chia sẻ lời Phật pháp một cách gần gũi nhất để cho quý vị có thể hiểu được lời Phật. Thầy xin giới thiệu đến quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa tối hôm nay là sư Chánh Định, trụ trì chùa Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Con kính bạch sư, vào giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, con cung thỉnh sư khai pháp. Trước khi vào thời thuyết pháp, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chắp tay cùng với chúng tôi cử hành nghi thức đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. A-ra-hăng sam-ma sam-bhu-tu Phật cầu quả Bụt thân Phật cầu hoành tăng phi quá đê mi Xoa ca tu Phật cầu quả ta tham mô tham măng nam sa mi Sơ ba đi bần nô Phật cầu quả tu sa hoa ca sang khô sang khăn nà ma mi Sammanta chakkawa le so atraga chan tu devata Sa tham măng mùa ni ra cha sa su nan tu sắc ga mốc kha đăng Tham ma sa va na ca lu ai yam pa đăng ta Tham ma sa va na ca lu ai yam pa đăng ta Tham ma sa va na ca lu ai yam pa đăng ta Nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu sam ma sam bút tha sa Nam mô ta sa pha ga va tu A-ra-tu sam-ma sam-bhut-tha-sa Nam-mô-ta-sa-bha-ga-va-tu A-ra-tu sam-ma sam-bhut-tha-sa Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, Thắng Thiên Ma dạng trướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác chánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt khỏi bờ mê. Hôm nay một niệm quay về, quy y pháp bảo Bồ Đề tự tâm. Tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng vô sanh,
ứng cúng cao thượng, phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành tâm đê đầu đảnh lễ Phật Bảo. Pháp Bảo là phương linh dược có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sinh. Ai có niềm tin trong sạch, tu tập và thực hành theo Pháp Bảo, hằng được sự hạnh phúc, an lạc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng đệ tử xin thành tâm đê đầu đảnh lễ Pháp Bảo. Tăng Bảo là những vị đệ tử của Đức Phật, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành tâm đê đầu đảnh lễ Tăng Bảo. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và phần phước phát sanh do sự thành kính đảnh lễ và tán dương, xin hãy giao hộ đến ngài Hòa Thượng Diện Chủ Đại Đức trụ trì cùng chư tôn đức tại bổn tự cũng như trong ban tổ chức, đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử hiện diện cũng như vắng mặt, được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và nhất là có trí tuệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi trung tâm Hoằng Pháp long trọng tổ chức tuần lễ Vu Lan Pháp Hội do nhiều vị giảng sư đến đây để thuyết giảng cho quý vị nghe. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ có duyên lành được là người đầu tiên thuyết giảng, tạm gọi là khai mạc cho tuần lễ Pháp Hội Vu Lan Phật lịch 2566 dương lịch 2022 tại chùa An Lạc tối hôm nay. Và chúng tôi cũng vô cùng hoan hỷ được sự thương mến của quý Phật tử xa gần đã dành thời gian về đây để tham dự trong chương trình Pháp Hội này. Chúng tôi vô cùng cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa với quý vị, tối hôm nay chúng tôi đến với thời Pháp đầu tiên khai mạc cho chương trình tuần lễ Pháp Hội Vu Lan Báo Hiếu Báo Ân Phụ Mẫu tháng 7 năm 2022 này, với bài Pháp có tựa đề là Bóng Mát Cuộc Đời. Trong kinh Nikaya, Đức Phật ngài dạy có những cái bóng mát mà chúng ta nương tựa. Trong đó thứ nhất, Đức Phật là bóng mát. Thứ hai, giáo pháp là bóng mát. Thứ ba, chư tăng là bóng mát. Thứ tư, cha là bóng mát. Thứ năm, mẹ là bóng mát. Như vậy thì chúng ta thấy có năm bóng mát trong cuộc đời của chúng ta. Nói gọn là Tam Bảo và cha mẹ. Một đoạn kinh khác, Đức Phật có dạy rằng trên thế gian này
có hai bậc xứng đáng để cho chúng ta lễ bái cúng dường. Bậc thứ nhất gọi là bậc có cái ân đức cao thượng. Ân đức cao thượng ở đây thì gồm có tam bảo, như là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Mà vừa rồi chúng ta có cử hành một cái lễ là đảnh lễ tán dương ân đức của tam bảo, là bậc có cái những cái ân đức cao thượng xứng đáng để cho chúng ta lễ bái cúng dường. Bậc thứ hai cũng xứng đáng cho chúng ta lễ bái cúng dường, đó là bậc có ân nghĩa cao thượng. Bậc mà có ân nghĩa cao thượng ở đây chúng ta phải hiểu đó là ai? Cha và mẹ là những người có cái ân nghĩa cao thượng nhất, cao quý nhất đối với chúng ta. Cho nên hai cái bậc này xứng đáng để cho chúng ta lễ bái và cúng dường. Thưa quý vị, một đoạn kinh khác trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy như sau: lại cha mẹ bậc thầy trước nhất là Phạm Thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xả thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Hôm nay đến với bài giảng Bốc Mắt Cuộc Đời á, chúng tôi xin báo trước là chúng tôi có những các câu thơ, câu văn để diễn tả nói lên tấm lòng cao quý của cha mẹ, cũng như những hình ảnh thân thương bóng mát trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy mà chúng tôi có một yêu cầu nhỏ nhỏ là mời tất cả quý vị có mặt trong đêm pháp hội này, cứ mỗi lần chúng tôi đọc một câu thơ hay một câu văn mà nhớ là cái đoạn xuống xề á, xin quý vị cho chúng tôi một tràng vỗ tay. Thí dụ nha, trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là: mẹ cha phụng dưỡng vui thai, sa môn phụng dưỡng từ rài vui hơn. Vui thai phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gọi nguồn ơn suối lành. Bây giờ mới vỗ tay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quay lại cái đề tài mà chúng tôi giới thiệu tối hôm nay, chúng tôi giảng đến quý vị có tựa đề là gì, ai nhắc lại được? Bóng mát cuộc đời. Thì cái điều này trong kinh dạy chứ không phải chúng tôi nói. Trong kinh dạy chúng ta có 5 cái bóng mát: Đức Phật là 1, giáo pháp là 2, chư tăng là 3, cha là 4, mẹ là 5. Mà hôm nay là tuần lễ Vu Lan cho nên chúng tôi chỉ nói 2 cái bóng mát sau thôi. Bóng mát cuộc đời tức là những cái hình ảnh này, hình ảnh của người cha, người mẹ sẽ là bóng mát trong cuộc đời của chúng ta, lẫn tinh thần và thể xác, lẫn tâm lý và vật lý. Quý vị biết không, Đức Phật Ngài ban cho cha mẹ 3 cái đặc ân cao quý. Mà hôm nay nhân dịp tuần lễ Vu Lan 2022 tại chùa An Lạc này, chúng tôi xin gửi đến quý vị 3 cái đặc ân đó, để chúng ta biết Đức Phật đã ban cho cha mẹ những cái đặc ân gì là người con Phật phải biết.
Vì mình là Phật tử mà. Phật tử nghĩa là Phật con. Mà Đức Phật dạy gì mình không biết là không được. Mình xưng mình là Phật tử nhưng mà nhiều khi Đức Phật dạy điều chi mình cũng không rõ. Đó là cái điều dở nhất trong cuộc đời của chúng ta, khi cha mẹ mình còn dạy những điều gì mình không biết. Mình là Phật tử, Đức Phật dạy điều gì không biết. Mình là Phật tử thì tối thiểu cũng phải ráng giống Phật. Con giống cha thì nhà có phúc. Cha nào con nấy chứ. Nay ta xưng con Phật hoài. Phải làm giống Phật, chớ sai tội nhiều. Mà quý vị biết, cái hình ảnh hiếu hạnh đối với cha mẹ lớn nhất trên thế gian này, đó là Đức Phật đó. Khi Đức Phật giác ngộ, quý vị biết Đức Phật đã trở về hoàng cung hai lần để tế độ vua cha. Rồi Ngài đã từng lên cõi trời đạo lợi Ta Qua Tinh Xá vào hạ thứ bảy. Ngài thuyết cái bộ kinh A Tỳ Đàm Á Phí Tham Má mà chúng ta gọi là Vi Diệu Pháp, để độ cái vị thiên tử. Sanh ta, cái vị thiên tử này là hậu thân của hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya sau khi sanh Đức Phật xong, 7 ngày sau bà băng hà sanh lên cõi trời đấu sức, trở thành vị thiên tử Sanh Tá Tút Tá. Và vào hạ thứ 7, Đức Phật Ngài ngự lên cõi trời đạo lợi, là cái cõi thấp hơn cái cõi đấu sức một tầng. Và lúc bấy giờ thiên tử Sanh Tá Tút Tá mới từ cung trời đấu sức mới xuống cái cõi trời đạo lợi để nghe pháp xuyên suốt 3 tháng tính theo thời gian cõi người để độ Phật mẫu. Như vậy người ta mới có câu rằng là hạnh hiếu là hạnh Phật, mà tâm hiếu là tâm Phật. Hôm nay chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải biết Đức Phật ban cho cha mẹ những cái đặc ân gì. Đặc ân thứ nhất mà Đức Phật ban cho cha mẹ là gì nè? Cha mẹ là vị trời phạm thiên. Nói ra quý vị im ru. Tại sao vậy? Mình cũng chả biết vị trời phạm thiên là ai. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý vị là Đức Phật ra đời ở nước nào nè? Ấn Độ. Mà người dân Ấn Độ thì họ theo đạo gì nè? Đạo Bà La Môn. Rất đa phần mà ta gọi là Ấn giáo hay là Hindu giáo. Mà đạo Bà La Môn là thờ cái vị thần tối cao nhất là ai nè? Phạm Thiên. Giỏi quá. Cho nên Đức Phật mượn cái hình ảnh đó. Trừ Phạm Thiên là vị thần tối cao nhất. Đức Phật chỉ là vị thần thứ 9 hay thứ 11 gì trong cái lọt thần của đạo Ấn giáo thôi, đạo Bà La Môn thôi. Đức Phật mình cũng là một vị thần, nhưng mà thần thứ 9 hoặc thứ 11 tùy theo cái cách tính. Tức là tiếng mà so với trừ Phạm Thiên là dưới 9 hoặc là 10 bậc bậc. Vì sao quý vị biết không? Tại Bà La Môn nó có trước Phật giáo chúng ta một thời gian khá dài. Phật giáo chúng ta chỉ xuất hiện trên thế gian này là cách đây hơn 2.500 năm. Còn Bà La Môn có mặt trên thế gian này là trên 3.000 năm. Chính vì vậy Đức Phật ra đời trong cái bối cảnh lịch sử xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ là đa phần là họ thờ trời Phạm Thiên, là cái vị thần tối cao nhất. Họ có thể cho là cái vị này là cái vị sáng tạo ra cái vũ trụ này. Đức Phật mượn cái hình ảnh đó, Ngài ban cho cha mẹ một cái vị trí cao nhất trong cái tâm hồn của người dân Ấn Độ lúc bấy giờ. Đó là cha mẹ là vị trời Phạm Thiên. Khi họ nghe đây thì họ biết là cha mẹ ở cái bậc nào, cao quý như thế nào. Người Việt chúng ta thì cũng không có thua kém cái gì. Đa phần người Việt của chúng ta thì theo đạo Phật. Cho nên người Việt của chúng ta cũng mượn hai cái hình ảnh của hai vị Phật cao quý nhất mà ban cho cha mẹ. Đó là gì?
có hai Phật sống trong nhà. Sớm hôm lễ niệm đâu cần đi xa, cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Khi mình vào chùa mình thấy hai hình ảnh của hai vị Phật. Thứ nhất là Phật Thích Ca, mà có lại không? Lại. Thứ hai là hình ảnh Phật Bà Quan Âm, có lại không? Tại sao về nhà không lại cha mẹ được? Đó, cái sai, cái dở của người Việt chúng ta là vậy. Nhưng người Ấn Độ á, họ có một cái phong tục cực kỳ là đặc biệt mà chúng ta nên học theo. Đó là trước khi họ đi ra khỏi nhà, họ đi đâu xa, họ đều lại cha mẹ hết. Rồi đi đâu về, họ cũng lại cha mẹ xong, họ nhiễu quanh ba vòng xong thì họ mới vô nhà. Trước khi ra khỏi nhà cũng lại, rồi đi đâu về cũng lại. Vì họ quan niệm rằng là lại cha mẹ trước khi đi á, nó hên, nó may mắn. Không, cái điều này cũng đúng, là bởi vì cha mẹ là bậc xứng đáng để chúng ta lễ bái cúng dường mà. Mình lễ bái cha mẹ rồi mình đi ra đường thì phải nói là mình bình an đó. Giống như trước khi đi mình cũng tin là mình lại Phật, mình đi cho nó bình an. Mình đi đâu mà mình thấy nó nguy hiểm, nó rủi ro là trước khi đi mình cũng lại Phật. Thì cái người Ấn Độ á, là họ lại cha mẹ trước đi. Trước khi đi họ ra khỏi nhà, rồi sau khi ra khỏi nhà, về nhà rồi họ cũng lại cha mẹ. Người Việt mình thì cũng bắt chước, nhưng mà cái bắt chước của mình nó không thấm, nó không sâu. Là mình có cái thông lệ là gì? Đi thưa về trình. Quý vị biết cái ý nghĩa mà nghĩa bóng của cái câu mà đi thưa về trình nó hay lắm. Vì sao quý vị không? Làm cho cha mẹ an tâm. Nhất là những đứa trẻ, các em còn nhỏ mà còn cha còn mẹ thì nhớ dùm sư là đi đâu cũng phải thưa, và về cũng phải trình báo cho cha mẹ biết là mình đi đâu. Đừng để cho cha mẹ lo lắng. Mình để cho cái bậc mà xứng đáng lễ bái cúng dường mà lo lắng thì theo các con là tội hay phước? Tội, đúng chính xác, tội. Cho nên có câu, Việt Nam có câu là ai còn mẹ đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không? Cái câu này khuyên rất hay. Mình gây cho người ta cái sự lo lắng, buồn, khổ thì cái đó mình gieo cái nghiệp ác, mà cái nghiệp mình gieo trúng ngay cái đối tượng xứng đáng lễ bái cúng dường nữa thì cái nghiệp nó nặng dữ lắm. Các con nhớ giùm, quý vị nhớ giùm, là chúng ta nên đi thưa về trình. Nếu như có đi đâu một hai ngày cũng nên báo, mẹ à con đi hai ngày con mới về. Thì nó khác với một cái người con mà đi không báo, để cho mẹ nằm ở nhà mà chờ cửa thập thỏm lo âu, không biết con mình có gặp sự cố gì không, có gặp tai họa gì không. Cái nỗi lo đó quý vị hiểu rồi. Cho nên người Việt mình cũng bắt chước, nhưng mà bắt chước nó chưa có thấm bằng cái người Ấn Độ, là họ lại luôn cho chắc ăn. Họ lại rồi họ nói là họ đi. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy là lại cha mẹ bậc thầy trước nhất là phạm thiên bác ái trong nhà. Cái câu thứ nhất là trong tất cả các vị thầy, cha mẹ là vị thầy đầu tiên. Giống như cái đặc ân mà cha mẹ Đức Phật ban, thứ hai là cha mẹ vị tiên sư ban đầu đó. Bậc thầy thở trước. Mà nếu nói theo hiện tại thì cha mẹ cũng là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của mình, nó trong hiện kiếp này đó nghe. Chứ còn cái nghĩa mà bậc thầy thở trước á, là có thể cha mẹ là từng là thầy của mình trong nhiều đời nhiều kiếp á. Cái chữ bậc đạo sư thở trước á, chúng ta hiểu sâu á, hiểu xa đó, là cái kiếp luân hồi này mình đã từng được cha mẹ dạy dỗ rồi trong tiền kiếp á. Còn mà nói trong hiện kiếp thì cha mẹ cũng là người thầy đầu tiên trong tất cả các vị thầy. Bằng chứng là gì? Ai dạy mình bập bẹ biết nói? Ai? Cha mẹ. Ai dạy mình chập chững biết đi? Ai? Cha mẹ. Khi mình lớn lên thì mình mới đến 5-6 tuổi rồi đó, mình mới vô trong trường mới gặp được thầy cô, phải không nè? Rồi lớn lên chút nữa biết đạo chút, mới đi chùa mới gặp thầy, sư thầy, sư phụ, đúng không nè? Thì trong tất cả các vị thầy, dù là thầy giáo hay là thầy sư phụ hay là sư thầy gì đó, vân vân và vân vân, thì cha mẹ vẫn là vị thầy đầu tiên. Đồng ý với ý nghĩa nào không? Cho rằng vỗ tay này nè. Đầu tiên trong cuộc đời của mình. Câu thứ hai là phạm thiên bác ái trong nhà.
Nãy chúng tôi có nói vị Trần Phạm Thiên theo cái người dân Ấn thì họ tôn quý chứ lắm. Mà quý vị biết, muốn sanh về làm vị trời Phạm Thiên là phải tu cái gì biết không? Tu bốn cái đức tính, hay là bốn cái tâm vô lượng. Đó là tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Mà chúng ta thường gọi bốn pháp này là tứ vô lượng tâm. Cái từ đó nghe nó không có sát. Mà bốn pháp này có một cái tên tiếng Phạn cực kỳ chính xác, đó là Brahma Vihara, được dịch ra là bốn pháp phạm trú. Phạm là Phạm Thiên, trú là trú ngụ. Ai mà tu bốn cái pháp này một cách viên mãn, sau khi thân hoại mệnh chung, sẽ được sanh về cộng trú với Phạm Thiên. Nghe cho kỹ, tứ vô lượng tâm là mình nói theo cái nghĩa, còn nói theo từ đó là bốn pháp phạm trú. Thì bốn pháp này gồm có cái gì nè? Thứ nhất là gì? Tâm từ. Từ á, tâm từ chỉ có người mẹ mới có, đối với người con mới có cái tâm này, còn đa phần người khác thì không có. Từ là gì? Từ là một cái làn gió mát mẻ. Nãy chúng tôi nói cha mẹ là bóng mát á, Đức Phật là bóng mát. Vậy Đức Phật này có tâm từ với chúng sinh. Cha mẹ cũng có tâm từ với con của mình. Gió từ quét sạch rừng phiền não đó. Mưa pháp trôi đùa án lại danh. Một cái cơn gió của tâm từ là cái cơn gió đó không có nóng. Vì tâm từ là cái tâm không sân, không giận. Từ là tâm chẳng sân si, bi là thương hết không bì một ai. Chỉ có người cha người mẹ mới có tâm từ với con một cách tuyệt đối. Tình mẹ bao la mà, thương con vô bờ bến. Người mẹ thà liều chết để bảo dưỡng con. Cái điều này chúng ta thấy có. Hồi nhỏ đó, thật sự cha mẹ là bóng mát, là cái chỗ nương nhờ. Đi đâu về mà mình ở gần cha người mẹ mình, mình thấy mình khỏe lắm, có sự bảo bọc. Chúng tôi thấy một cái đứa bé mà khoảng chừng 4-5 tuổi đó, khi đi ra ngoài mà nó thấy sự sợ hãi đó, ví dụ như bị gặp cái đối tượng gì đó mà nó sợ thì nó thường nó dè lại. Mà khi nó dè mà đụng vô cái chân của người mẹ rồi là nó hết sợ nghe. Cái tâm nó cảm thấy nó an ổn, nó mát mẻ trong cái tâm của nó đó, yên ổn. Cho nên người ta mới nói rằng là cha mẹ thương con vô bờ bến. Mà chúng tôi thường hay có câu nói rằng là trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Tình ở đây nói đến cái sự yêu thương, lòng từ bi, hỷ xả. Chúng ta có thử nghĩ đi. Thứ nhất là tâm từ bi của người cha người mẹ đối với con mình biết rồi. Bây giờ hỷ xả. Các quý vị có thấy có người cha người mẹ nào mà không hoan hỷ, không vui mừng khi sanh con mình vừa lọt lòng, thấy con mình được khỏe mạnh, ăn mau chóng lớn, rồi khi lớn lên, rồi con mình đến trường học giỏi, rồi khi thành người, trở thành người thành đạt, thì có người cha người mẹ nào đi ganh tị với con cái không? Không nghe, nó lạ cho ta. Khi sanh con ra mà bế con đi ra hàng xóm hoặc là những người khách đến thăm đó, khen con mình đẹp á, thì lòng cha mẹ vui dữ lắm. Không có người cha người mẹ nào mà đi ganh tị với sắc đẹp của con mình, phải không nè? Cho dù mình là xấu quắc đi, nhưng mà ta khen con mình đẹp, mình không ganh tị. Nó lạ chỗ này, mừng lắm. Là khi con lớn lên học giỏi mà ta khen con mình học giỏi, mình mừng không? Nhất là có giấy khen ở trường vậy, mừng. Rồi khi con lớn lên mà con làm ăn, con thành đạt, làm chủ này chủ cả nọ, rồi mình mừng không? Mừng, không có ganh tị. Chỉ có cha mẹ mới thật lòng với chúng ta về cái phương diện tùy hỷ, tức là hoan hỷ với chúng ta. Còn bạn bè, xin lỗi quý vị, nhiều khi miệng nó nói vậy, nhưng mà lòng nó nghĩ khác. Gặp mình nói hôm nay chị đẹp quá, lúc này chị làm ăn được giàu có, chúc mừng chị. Cái dạng này chót lưỡi đầu môi, chúng tôi dám chắc như vậy.
không thật lòng. Cái dạng này là miệng thì mời mà bụng giái trời đừng ăn á. Chỉ có cha mẹ mới là thật lòng thôi, mới là tùy hỷ. Còn xã cũng vậy, không có tội lỗi nào mà của con mình mà cha mẹ không thể xả bỏ được, cho dù cái tội đó có lớn cỡ nào, tày trời cỡ nào. Cho nên có một cái bài thơ nói về tình mẹ: dù con đếm được cát sông, nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Dù con đo được sớm chiều, nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Dù con đi hết trăm miền, nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn, nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến tận trời xanh, nhưng không đến được tâm hành mẹ đi. Dù con bất hiếu một khi, nhưng tình mẹ vẫn thầm thì bên con. Dù cho con đã lớn khôn, nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Ôi tình mẹ tợ trăng sao, như hoa hồng thắm một màu thủy chung. Tình của mẹ lớn khôn cùng, bao dung vạn loại, dung thông đất trời. Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. Quý vị cứ thử nghĩ coi, dù con đếm được cát sông, nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Cát sông nhiều hay ít? Nhiều không? Cá có một dòng sông nhiều không? Nhiều lắm. Có đếm được không? Không thể đếm được. Bao nhiêu hạt cá có con sông, có ai đếm được không? Không. Nhưng mà người ta nói rằng là cho dù mình có đếm được đi nữa, nhưng mà cũng không đếm được tấm lòng mẹ yêu mình. Nó nhiều hơn cả các con sông nữa. Mình có thể đo được sớm chiều thời gian, nhưng mà không đo được tình yêu mẹ hiền. Dù con đi hết trăm miền, nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Câu này hay lắm quý vị. Con của mẹ ở đâu thì tinh thần tâm hồn của mẹ ở đâu. Con đang ở trường học thì mẹ nghĩ đến trường học. Thậm chí con sang nước ngoài du học nước nào thì cái tâm của người mẹ ở nước đó. Nó lạ như vậy đó. Đi qua Singapore du học thì cái tâm của người mẹ ở Singapore. Mà đi qua Úc du học thì tâm của người mẹ ở Úc. Đi qua Mỹ du học thì tâm của người mẹ ở Mỹ. Nó liền núi non, không có gì cản được hết. Dù con cản được sóng cồn, nhưng không ngăn được tình thương mẹ vậy. Mình có thể cản được những cơn sóng nha, nhưng mà không thể nào ngăn được cái tình thương người mẹ dành cho mình hết. Không tin chúng tôi á, thử đi. Chúng tôi giảng pháp rất là thực tế và rõ ràng, không có nói cái gì thêm ngoa hết. Không tin chúng tôi tối nay về thử, người nào còn cha còn mẹ đó, tối nay về nói mẹ ơi, mẹ, mẹ thử mẹ đừng có thương con nữa được không? Thử thôi đấy, đừng nói thiệt. Tối về làm liền, nói mẹ ơi, thôi mẹ đừng có thương con nữa, không được. Người mẹ nói tao mà không thương được, tao không thương mày lâu rồi mày. Không được. Cho nên dù con cản được sóng cồn, nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến tận trời xanh, nhưng không đến được cái tâm hành mẹ đi. Cái tiến trình của tâm của người mẹ đi, mình không có đến được. Nó cao vời vợi, nó sâu thâm thẳm. Cho nên chúng tôi mới nói rằng trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Chỉ có cha mẹ mới thương con vô điều kiện. Còn ở ngoài kia, người ta thương con có điều kiện. Không tin thử đi. Ở ngoài mình đẹp ta mới thương, nghe, xấu ai thương. Nếu không đẹp thì phải giàu, nhiều tiền người ta mới thương, chứ nghèo người ta cũng không thương. Nhưng mà đối với cha mẹ thì ngược lại hoàn toàn nha. Cái đứa con nào mà xấu thì cha mẹ lại thương nhiều hơn đứa khác. Không hiểu làm sao. Cái đứa con nào mà nghèo thì cha mẹ lại thương hơn cái đứa đó vậy. Còn theo đời thì mình đẹp người ta mới thương. Nếu mình không được đẹp thì phải giàu người ta mới thương. Vừa xấu mà vừa nghèo nói chỉ có cha mẹ thương rồi chứ mày thương có được.
Vì vậy chúng tôi nói rằng là trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Vì cái thứ tình này nó có trong ta từ thở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng và qua giọng hát ngọt ngào. Ngồi nhìn trẻ thơ bập bẹ đôi môi kêu tiếng mẹ mà ta sung sướng cả trong lòng. Thử hỏi quý vị có cái thứ tình nào mà nó có số mà cái tình mẹ không? Trong tất cả các loại tình nha, tình bạn bè, tình thầy trò, tình sư phụ, thậm chí tình yêu nam nữ, tình vợ chồng, vân vân và vân vân, 1000 cái thứ tình mà không có cái tình nào mà nó sớm như là tình mẹ. Vì khi người mẹ biết có mình có mang thì cái hình hài của đứa con đầu tiên nó bằng một cái giọt dầu trong cái đầu đũa thôi, chưa biết nó tròn hay nó méo nữa là bắt đầu đã có tình thương rồi đó. Nó ghê như vậy đó. Rồi nó được gọi là nuôi trong gọi là 9 tháng cu mang, rồi 3 năm nhũ bộ. Cái tình thương này nó vun đắp bởi những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó thiêng liêng dữ lắm. Còn thứ cái tình khác á là sanh ra lớn lên chút, đi học mới có bạn bè, rồi trưởng thành mới có cái tình cảm nam nữ, rồi lập gia đình mới có tình nghĩa vợ chồng. Vậy thì tất cả những cái thứ tình mà chúng ta được gọi là nó cũng là tình đó, nhưng mà không có cái tình nào sớm như tình mẹ. Chúng ta phải lưu ý điều này. Cái thứ tình này có trong ta từ lúc tượng hình nha. Mới có tượng hình là đã có cái tình này rồi. Cho nên dù con cản được sóng cồn nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành, dù con đến tận trời xanh nhưng không đến được tâm hành mẹ đi, dù con bất hiếu một khi nhưng tình mẹ vẫn thầm thì bên con. Cái điều này nó đặc biệt dữ lắm. Nước mắt chảy xuôi chứ không có chảy ngược. Nhiều khi mình bất hiếu với cha mẹ nhưng mà cha mẹ vẫn thương mình. Với bạn bè mình có lỗi nó một cái đi, sức mấy. Thậm chí vợ chồng đi cũng bỏ mình luôn, nhưng mà cha mẹ thì không bỏ được. Mà làm sao mình không bất hiếu trong cuộc sống này? Đôi lúc mình vô tình hay hữu ý không biết, nhưng mà làm chắc chắn làm cho cha mẹ buồn. Nhưng mà nó không thể nào mà làm cái tình cảm cho cha mẹ vơi đi được. Cho nên mới nói rằng là dù con bất hiếu một khi nhưng tình mẹ vẫn thầm thì bên con. Dù cho con đã lớn khôn nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Cái câu này mới là hay. Nghĩa là trước cha mẹ thương mình sao thì sao, thương y chang như vậy. Trước nó tròn là nó tròn chứ nó không có vụ méo. Còn những cái tình khác đầu thì nó trước thì nó ngon lắm, nhưng mà sao rồi nó không tròn nữa, nó không vuông nữa. Bằng chứng chúng tôi có một cái ví dụ vui nghe. Tức là có cái anh này anh thương cái cô gái này, tình cảm nam nữ là cũng đậm đà sâu sắc lắm à, cũng chết sống dữ lắm à, trời gầm không nhả đó. Nhưng mà khi mà có anh này anh thương có cô gái này, anh đạp xe đạp anh chở cô gái lên một cái đoạn dốc, thì cô gái này mới quan tâm tới cái người thương của mình mà, bằng người bạn trai mình, mới hỏi rằng là anh ơi anh có mệt không. Thì chàng thanh niên mới nói với cô gái rằng là anh chở em đi suốt cuộc đời cũng không mệt nữa, đoạn dốc này mà nhăm nhó. Nhưng mà lấy nhau về 3 năm sau, lúc này là người chồng lại chở cô vợ. Lúc này cô gái thành người vợ rồi, chàng niên thành người chồng rồi. Thì cũng trên cái đoạn dốc đó, người chồng hì hục đạp, người vợ ngồi sau cũng quan tâm tới chồng, hỏi chồng ơi chồng có mệt không. Lúc này ông chồng quay qua ông trả lời: bộ trâu bò hay sao mệt, ta mệt muốn chết còn hỏi nữa. Đó, nó có hiện tượng là méo rồi, nó không tròn như ngày xưa, như bánh xe lăn xe lăn nữa, nó không như tròn như là
quay điều gì đó. Không còn nữa, bắt đầu nó cục kịch rồi. Trả lời một câu cái thấy nó bắt đầu chuẩn bị nó có hiện tượng là méo rồi. Nhưng mà cha mẹ không có. Cha mẹ thì con dù bao nhiêu tuổi, con vẫn là con của mẹ. Vì vậy cái thứ tình mẹ là nó thiêng liêng hơn cả mọi cái thứ tình khác. Dù cho con đã lớn khôn nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Ôi tình mẹ tở trăng sao như hoa hồng thắm một màu thủy chung. Tình của mẹ ví như là trăng sao trên trời đó. Sáng như vậy, trong sáng lắm, nó không có cái gì mà vụ lợi trong đây hết. Bởi vì cha mẹ nuôi con đâu có cầu báo hiếu gì đâu, báo đáp gì đâu. Trong sáng như rồi sáng sao. Nhưng mà hay cái chỗ là gì? Như hoa hồng thắm một màu thủy chung. Quý vị biết mỗi lần mà chúng tôi đi ngoài đường á, mà chúng tôi thấy một cái đám cưới á, mà chú rể tặng hoa hồng cho cô dâu, chúng tôi không có thích. Vì sao quý vị không? Lúc mà tặng hoa hồng nói một câu là hứa yêu nhau đến chết mà chưa chết đã hết yêu. Đó. Có thể có chung không? Như hoa hồng thắm một màu thủy chung, tức là thủy là gì? Bắt đầu. Chung là kết, kết thúc. Tức là cái thứ tình cha mẹ có bắt đầu và kết thúc. Còn cái thứ tình nam nữ, vợ chồng thì nhiều khi có bắt đầu mà nó không có kết thúc. Vì sao? Giữa đường nó gãy gánh. Nhiều lắm. Nó gãy nhiều lắm chứ không phải là một số lượng ít đâu. Hình như cái số lượng gãy gánh nó nhiều hơn là không gãy. Cho nên chúng tôi thích nhất là cứ mỗi lần tháng 7 du lan về, những ai mà còn cha còn mẹ được cài lên ngực mình một cái hoa hồng tượng trưng cho cái tình của cha mẹ còn ở bên mình. Bởi vì mẹ còn, con còn tất cả. Mẹ đi rồi tất cả cũng cùng đi nha. Cho nên may mắn là những ai mà còn cha còn mẹ trên cuộc đời này, chúng ta còn có bóng mát. Còn ai mà mất cha mất mẹ rồi thì những người đó phải nói chúng tôi vô cùng chia buồn, rất là bất hạnh. Mẹ đi rồi tất cả cũng cùng đi. Nếu là một ông vua mà mất cha mất mẹ thì người ta cũng gọi là ông vua mồ côi à. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, yên lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi biết tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Cho nên Đức Phật mới ban cho cha mẹ là vị trời phạm thiên. Thứ hai là gì? Cha mẹ là vị tiên sư ban đầu, là bậc thầy thở trước. Hồi nãy chúng tôi có nghe quý vị tụng kinh đó, có cái câu là bậc thầy thở trước, bậc đạo sư thở trước. À, nãy có cái câu quý vị đọc, không biết quý vị nào còn nhớ không? Trong cái bài kinh mà nãy trước khi lên đi thuyết pháp, quý vị có tụng cái đoạn kinh chúng tôi nghe là bậc đạo sư thở trước, là bậc thầy thở trước. Mà hiểu cái nghĩa này là nó phải nghĩa, nó vừa nghĩa hiện tại mà vừa nghĩa cho nhiều đời nhiều kiếp nữa. Vừa cái nghĩa trong đời sống này, trong đời sống này cha mẹ cũng là vị thầy đầu tiên. Mà hiểu theo bậc đạo sư thở trước là có nhiều đời nhiều kiếp cha mẹ đã từng là thầy của mình rồi, từng dạy mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Bậc đạo sư thở trước là đời trước đó, nhiều đời trước. Và cái đặc ân thứ ba là Đức Phật ban cho mẹ gì? Cha mẹ là bậc đáng cúng dường. Với cái ý nghĩa là cha mẹ là bậc có cái ân nghĩa cao thượng với chúng ta, xứng đáng để chúng ta lễ bái và cúng dường. Cho nên bổn phận làm con phải tích cực đáp đền công ơn của cha mẹ.
Mẹ là Bồ Tát tại gia, cha là Đức Phật mà ta tôn thờ. Ơn cha nghĩa mẹ vô bờ, phận con báo hiếu từng giờ từng giây. Hôm nay chúng tôi lên đây cho quý vị một cái thông điệp là không phải riêng tháng 7 mà chúng ta mới nghĩ tưởng về cha mẹ, mới lo cái chuyện phụng dưỡng báo hiếu, mà chúng ta phải lo cái việc phụng dưỡng báo hiếu này từng giờ từng từng giây từng lúc. Vì sao quý vị biết không? Vì trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật Ngài dạy rằng là đối với công ơn cha mẹ chúng ta khó trả cho hết. Và Ngài ví dụ như thế này: cho dù một bên vai cổng cha, một bên vai cổng mẹ, đi suốt cả cuộc đời này lo cho cha mẹ những món ăn ngon vật lạ đầy đủ, cho dù cha mẹ có đại tiện tiểu tiện lên người chúng ta đi nữa, thì công ơn đó chúng ta cũng chưa có trả hết cho cha mẹ. Nó dữ như vậy đó. Cho nên bây giờ phải tranh thủ mà tích cực đáp đền. Ngày xưa người ta dạy mình, người xưa dạy mình hay lắm. Đối với cha mẹ thì phải lo, khi còn sống thì phải phụng dưỡng tôn thờ, chết thì tưởng niệm vọng bái. Đó mới là đạo hiếu của người làm con. Phụng dưỡng tôn thờ là sao? Thí dụ như mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con, ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. Muốn cho gần mẹ gần cha, khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền. Ngày xưa là vậy đó. Cái này là ca dao tục ngữ nghe. Tức là người xưa người ta chỉ mình cái cách để mà tìm, để mà cách để mà báo ơn cho cha mẹ đó. Tức là mình muốn cho gần mẹ gần cha, khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền. Khi vào cái mình mang cái gì đó mình giao cha mẹ, rồi khi đi ra khỏi thì mình cũng phải cho cha mẹ ít tiền. Tức là mà sống thì phải phụng dưỡng tôn thờ là vậy đó. Chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, lỡ mai cha yếu mẹ già, bát cơm đôi đũa chén trà ai dưng. Còn mình bây giờ thì sao? Chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, đi lấy USA. Xin lỗi. Lấy cho xa. Chúng tôi thấy có nhiều cái đám tang á, khi cha mẹ mất rồi phải để lại cả 7-8 ngày chờ con ở bên nước ngoài về. Ngày xưa đi về khó lắm, phương tiện xa hơn nửa trái đất mà, máy bay là vất vả lắm. Cho nên người xưa người ta chỉ một câu như thế này là: phụ mẫu tại đường, bất ly diễn xứ. Hiểu câu này không? Cha mẹ còn sống, tại đường là còn sống á, đường ở đây nhà đó, cha phụ mẫu tại đường tức là cha mẹ còn sống ở trong nhà, thì bất ly diễn xứ là không nên đi đâu xa hết đó. Đi gần gần thôi, để mà có chuyện gì còn quay về kịp. Qua hàng xóm chơi thôi mà ngay cha mẹ có trục trặc gì cái này chạy về liền, lo liền. Cái ý nó như vậy đó, tức là người ta sợ mình có cha mẹ già ở nhà không dám đi đâu xa đó, sợ có chuyện xảy ra rồi sao trở tay không kịp. Người xưa đã dạy mình vậy đó. Xa quê hương nhớ mẹ hiền, thời nay thì cũng xa quê hương nhớ mẹ hiền, mà nhớ đi nhớ lại nhớ tiền nhiều hơn. Hôm nay chúng tôi muốn lên đây là chỉ cho quý vị là ngoài vấn đề chúng ta biết ơn cha mẹ rồi, chúng ta phải biết tìm cách trả ơn nha. Cha mẹ cũng không chịu cho mình trả ơn đâu. Khi mà cha mẹ chịu cho mình trả ơn thì lúc đó cha mẹ cũng không còn bao lâu trên cuộc đời này nữa nha. Hồi nãy chúng tôi có nói cái đoạn kinh mà một bên vai cổng cha, bên vai cổng mẹ, mà đi suốt cả cuộc đời này, cho dù cha mẹ có đại tiện tiểu tiện lên người chúng ta đi nữa, chăm lo cha mẹ những món ăn ngon ăn vặt lại suốt cuộc đời cũng chưa trả hết. Tại sao vậy? Bây giờ chúng tôi sẽ làm một cái ví dụ.
Chúng tôi thích giảng pháp nó thực tế và rõ ràng, ví dụ hình ảnh đàng hoàng. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bây giờ quý vị thử nghĩ coi, nói cái chuyện mà 9 tháng cu mang 3 năm nhũ bộ nuôi chúng ta thành người, thì trong lúc mà chúng ta còn nhỏ đó, là chúng ta cũng từng đại tiện, tiểu tiện lên người của cha mẹ. Mà mình làm xong mình còn cười nữa nha. Nghe cho kỹ nha. Khi cha mẹ mà về già mà đến mức độ không kiểm soát được, mà lỡ có đại tiện, tiểu tiện dính lên người chúng ta đi nữa, thì quý vị biết lúc đó là cha mẹ cũng không còn bao lâu nữa. Mà nếu cha mẹ có lỡ như vậy thì cái tâm của cha mẹ rất là ái ngại. Vì lực bất tòng tâm, vì tuổi già, sức yếu, vì bệnh tật, cho nên cha mẹ mới làm như vậy. Chứ còn ngoài ra cha mẹ không dám cười như mình hồi nhỏ đâu. Còn mình nha, nói mà đại tiện, tiểu tiện trên người của cha mẹ không biết bao nhiêu năm, cũng ít nhất cũng phải là cho nó 3 năm nhũ bộ đi. Mình mà muốn đi được thì mình cũng phải là 4, 5 tuổi mới đi được. Rồi cha mẹ nuôi mình, nuôi dưỡng mình cho đến khi mà mình trưởng thành, tối thiểu là mình học xong lớp phổ thông đi. Những người mà nói đi ra đời, ra đời sớm để mà làm kiếm tiền tự nuôi bản thân mình được thì cũng phải 20 năm công nuôi dưỡng. Thì bây giờ chúng tôi chỉ đòi lại công bằng cho cha mẹ, là mình cũng phải phụng dưỡng, nuôi dưỡng, phục dịch cho cha mẹ 20 năm thì mới quầy vốn. Đó là mình mượn những gì mình trả thôi, chứ mình cũng chưa có cho cha mẹ được cái gì. Mà quý vị thử nghĩ, cha mẹ mà để cho mình nuôi đó nghe, phụng dưỡng đó nha, làm gì 20 năm? Một năm là hết sức, là cha mẹ lìa xa rồi. Đó, quý vị thử nghĩ đi. Cứ một kiếp người như vậy, mình nợ cha mẹ mình 19 năm. Mà trong dòng sanh tử luân hồi này, không biết là mình nợ bao nhiêu. Là lãi mẹ đẻ, lãi con ra, bây giờ trả cho hết cuộc đời này cũng không hết nữa. Chứ đừng có nói là mình phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì sao? Đó, tính tháng tính ngày. Hết giờ hay sao vậy? Có cái đồng hồ không? Không thấy cái đồng hồ giảng nhiều kia lố. 8 giờ 10. Hôm nay quý vị cho phép chúng tôi giảng clip bà ga đi. Rồi mình phụng dưỡng cha mẹ là mình phụng dưỡng bằng cái gì? Bằng cái tâm gì quý vị biết không? Cái tâm nhiều khi nó cũng không có vui nữa. Cái tâm không quan hỷ. Cái nhiều khi là bực bội đó. Nhưng mà cha mẹ mà nuôi dưỡng mình thì bằng cái tâm gì? Vui mừng không? Quan hỷ không? Nó ngược nhau ở chỗ này. Mà mình làm cái việc gì mà mình quan hỷ, mình vui mừng, thì cái phước nó lớn hơn làm cái việc không quan hệ. Cho nên phải tích cực đáp đền liền. Ngoài vấn đề biết ơn rồi, mình phải còn biết cách trả, trả ơn. Tranh thủ mà trả đi. Vì cha mẹ nhiều khi cũng muốn để cho mình trả nữa. Chúng tôi có thấy một cái người, một cái bà cụ đó, khi con cái cho tiền á, cô không dám xài, để dành. Hỏi để dành chi vậy? Nói lỡ con mình nó có lỡ giận, nó có xa cơ thì có tiền đem ra để mà lo cho nó. Thấy thương không? Nhưng mà cụ không nói như vậy. Cụ giấu. Hồi nhỏ thì cụ nói quen rồi, để dành để khi dưỡng già, lo cho tương lai. Nhưng mà khi tuổi tác đã 70-80 rồi, mà nhiều khi cũng để dành nữa, thì cái tuổi này đâu có lo cho tương lai nữa, mà vẫn để dành. Cái tuổi này chỉ có tương trao thôi. Nhưng mà người cha người mẹ vẫn để dành. Mục đích là gì? Cũng để lại cho con cái. Cho nên nếu mà mình so sánh từ nãy giờ chúng tôi nói đó, thì cái mà mình lo cha mẹ 20 năm để mà trả lại công bằng đó, không đủ.
một sự so sánh rất là gọi là khập khiễng. Cho nên nói một góc độ khác là mình còn nợ cha mẹ. Cho nên ngay từ phút này, những ai còn cha còn mẹ thì tối nay về ôm cha ôm mẹ và nói một câu như thế này: kính dân dạng đó hoa hồng, bao la tình mẹ, ấm nồng tình cha. Mẹ ơi, mẹ là cả một trời thương. Mẹ ơi, mẹ là cả một thiên đường trần gian. Cha ơi, cha là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả một đời mênh mông quá, nặng nghĩa tình cha tựa núi non. Ôi tình mẹ tở trăng sao như hoa hồng thắm một màu thủy chung, tình của mẹ lớn khôn cùng bao dung dạng loại dung thông đất trời. Quý vị hiểu câu này không? Bao dung dạng loại là sao? Cái loài nào nó cũng vậy á, lạ vậy. Bất cứ loài nào nghe, hãy mẹ là điều thương, thương con. Kể cả hổ dữ nó cũng thương con nữa. Tức là bao cái tình này nó bao dung cả dạng loại chứ không phải loài người mình không. Cho nên bao dung dạng loại, dung thông đất trời. Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. Ở chỗ này chúng tôi biết rằng là dạng loại là cái loài nào mẹ cũng thương con hết, con người cũng vậy nữa. Nhưng mà chúng tôi lại có một cái thiên vị chút dành cho cái người Việt Nam mình nhiều hơn, và đặc biệt là người châu Á. Vì sao quý vị biết không? Vì chúng tôi thấy cái người mẹ là người châu Á nói chung mà người Việt Nam nói riêng á, thì cái hình ảnh người mẹ đó, nó ăn sâu trong tâm mình nhiều hơn. Như cái câu là tóc mẹ bạc như tiết phơi đầu núi, dáng mẹ gầy như vẻ hạt trăm năm, biết bao đêm trong đèn khuya lệ tuổi, ôi kiếp người sao cứ mãi ăn năn. Chúng tôi cho thấy có hình ảnh người mẹ Việt Nam mình á, mới gầy guộc ốm o, mới chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm buôn tảo bắn tần, với mục đích là chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Nuôi con thì buôn tảo bắn tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Mỗi khi trái gió trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên, nhọc nhằn vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Cuộc đời vất vả triền miên, chăm lo bát gạo thì nuôi con đó. Cho nên chúng tôi thấy là mình là may mắn sanh làm người châu Á, và đặc biệt là người Việt Nam, thì mới có được cái hình ảnh một người mẹ tận tụy xương máu lo cho con. Dùng cái từ xương máu luôn á, quên cả thân mình để mà chăm lo nuôi cho con. Mà mình không thương cha mẹ được thì không có cái cách nào mình thương được. Vì những cái người mẹ ở nước ngoài á, không có cái hình ảnh này. Thí dụ như bà mẹ Mỹ đi, bà mẹ Tây đi, bà nào bà nấy u nù à. Làm gì có cái chuyện mà gầy guộc, ốm o, gầy mò, rồi thức khuya dậy sớm, rồi buông gánh bán bưng tần tảo đâu. Không có cái từ đó. Tại cái xã hội người ta là xã hội là phát triển, không nè, đâu có cái những cái hình ảnh mà buông gánh bán bưng thức khuya dậy sớm rồi cuộc đời vất vả nuôi con, cầu mong con lớn nhờ con về già. Vậy mà khi buổi xế tà, sức lực cạn kiệt, thân già ốm đau, con cái thì lại ganh nhau, chăm được ba bữa cầu nhàu rên la. Mẹ già cay đắng lệ xa, bát cơm trang lệ như là trang cảnh. Xin phép quý vị lúc này già rồi cho nên không thấy đường, mở đeo kiến lên để đọc mấy cái câu thơ cho quý vị nghe. Đối với người con có hiếu mà là người Phật tử nữa thì sao nè? Đêm đêm con thắp đèn trời,
cầu cho cha mẹ sống đời với con. Chắp tay khấn nguyện Phật trời cầu cho cha mẹ trọn đời bình yên, không còn lo lắng ưu phiền, không còn đau khổ triền miên tháng ngày. Cầu xin Đức Phật giang tay chở che mẹ khỏi đắng cay cuộc đời, cho mẹ lấy lại nụ cười, cho mẹ mãi mãi suốt đời bên con. Mẹ ơi, con hiểu một điều, khi con mất mẹ như diều đứt dây. Cuộc đời như ớt chín cây, trái ngọt thì ít mà trái cay thì nhiều. Mẹ ơi, con chịu bao điều nhưng không chịu nói khi diều đứt dây. Chúng tôi có một cái bài hát tình mẹ, chúng tôi cũng muốn gửi tặng cho quý vị trong buổi tối hôm nay. Nếu hát hay thì quý vị cho một tràng vỗ tay. Nếu mà hát dở quý vị cũng cho một tràng vỗ tay luôn. Cái người tu chúng ta phải khác hơn người không tu chỗ đó. Cái người không tu là hay người ta mới vỗ tay, dở người ta không vỗ tay. Còn người tu của chúng ta là hay thì vỗ tay nhưng mà dở cũng vỗ tay luôn. Đó mới là cái người tu. Chúng tôi hay nói rằng là người ta tốt với mình, mình tốt lại là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình mà mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người có tu. Để hôm nay chúng tôi thử coi quý vị có tu hay không biết liền. Chúng tôi hát xong coi có nghe cái tiếng vỗ tay hay không biết. Nhớ nghe, hát hay thì vỗ tay mà hát không hay cũng vỗ tay, là người tu đó. Người tu nó phải khác hơn người không tu ở chỗ này. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Bài hát tình mẹ giống như là món quà du lan mà của chúng tôi dành tặng cho quý vị. Mà nhận quà thì phải tươi vui, thì cái người cho họ cũng vui luôn. Quý vị muốn cho cái người tặng quà họ vui thì bây giờ trước mắt là mình nhận quà mình phải vui. Vì vậy xin tràng vỗ tay nữa để bắt đầu. Có người dưới nói hát thì hát đi, nãy giờ cứ rào tới rào lui hoài, vỗ tay muốn chết. Chúng ta thử làm quý vị đó, có cái độ kiên nhẫn của quý vị có hay không. Cái người tu mình là mình kiên nhẫn dữ lắm, không có để mà cái hoàn cảnh nghịch cảnh là làm cho cái tâm hồn mình nó thay đổi hết. Hôm nay là cái buổi giảng pháp tuần lễ Du Lan Pháp Hội mà chúng tôi là cái người giảng đầu tiên. Mà điều chúng tôi vui mừng là rất là được sự yêu mến của quý vị Phật tử gần xa, không quản ngại thời gian đường xá xa xôi mà vân tập về đây để mà nghe chúng tôi chia sẻ. Điều này quý vị đã làm cho tôi một cái sự khích lệ rất lớn. Vì vậy để đáp lại tấm lòng của quý vị, xin gửi tặng quý vị bài hát tình mẹ. Cuộc đời mẹ dành cho con, hy sinh tuổi xuân trắng tiếc, quanh năm mồ hôi ướt áo nuôi con. Mẹ giờ không đẹp như xưa, lưng cong mặt đang dần mờ, nuôi con chẳng bao giờ mơ trả ơn. Đời mẹ quá nhiều chua cay, hôm nay lớn con mới biết, nuôi con mẹ đâu có tiếc chi đâu.
Một mẹ nuôi được bao con, chăm lo đến khi trưởng thành. Mong con giống như người ta, mẹ vui. Con sẽ khắc công ơn vào tim, sẽ cố gắng không để mẹ buồn. Dù con có đôi làm ăn khốn khó, con cũng gắng chăm khi mẹ già. Và con biết ai về già cũng khó tính. Mẹ nghèo vất vả nuôi con, miệng ngon vẫn còn thứ nhất. Con hư dù sai hay đúng cũng bao dung. Tình mẹ như biển sông sâu, xin ai hãy thương mẹ nhiều. Xem ta ở đâu mà ra người ơi. Hay hay dở vậy quý vị? Hôm nay chúng tôi lên đây có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng tôi muốn đòi lại cái sự công bằng và cái sự vay mượn công ơn của cha mẹ. Quý vị thấy rằng mình không có công bằng với cha mẹ. Trong bài hát này cũng có câu là một mẹ nuôi được bao con, chăm lo đến khi trưởng thành. Nhưng mà nhiều khi bao con chưa nuôi được mẹ. Thứ hai là chúng tôi cũng muốn khơi dậy cái sự hiếu hạnh, tấm lòng biết ơn cha mẹ mà chúng ta thường thì chúng ta không phải là không có. Nhưng mà đôi lúc quý vị biết không, do cuộc sống, do làm ăn, do mình quan tâm đến sự nghiệp cho nên mình bỏ quên cha mẹ. Đến khi mà gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần, nắng nám mài râu, thì đến lúc đó mới biết yêu thương cha mẹ. Mà khi yêu thương cha mẹ thì cha mẹ không còn trên cuộc đời này nữa. Thương như vậy thì cũng bằng 10 không thương. Chi bằng bây giờ chúng ta phải bắt đầu thương cha mẹ từ ngay phút này. Nếu con muốn nói con yêu mẹ, hãy nói khi mẹ vẫn còn đây, còn biết được những dòng cảm xúc ngọt ngào, êm dịu lẫn nồng say. Hãy yêu mẹ, hãy yêu khi mẹ vẫn còn biết. Đừng đợi lúc mẹ ra đi, ghi lời yêu quý lên bia đá. Đá vô tri nào có nghĩa gì. Hãy nói đi điều con muốn nói, đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say. Giấc ngủ dài chẳng bao giờ dậy, ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai. Đó là chia ly và tử biệt, chỉ còn nước mắt và tiếng con. Nếu yêu mẹ chỉ là một chút, hãy nói đi khi mẹ vẫn còn. Nói đi con lời nào yêu dấu, cả lòng hiếu thảo cả tình con. Bài thơ đó hết rồi. Quý vị hoan hỷ, lúc này tuổi tác nó dữ lắm rồi, năm nay cũng gần 60 rồi, 50 mấy rồi. Cho nên lên đây mà còn nói được những cái điều này là cũng dữ lắm rồi. Rồi có bị di chứng hậu Covid nữa, không quên tới quên lui. Mong quý vị hoan hỷ cho.
Ở đây nó có cái bài thơ là đừng quên đạo hiếu, à, hay quá, để có viết ở đây rồi nè, mà nãy giờ đã làm người xin đình quên chữ hiếu, phận làm con phải thấu hiểu điều này. Dẫu hoàn cảnh có muôn vàn đắng cay, cũng phải nhớ công ơn này mãi mãi. Ân sinh thành phải nói liền một giải, nghĩa dưỡng dục thì ta phải khắc ghi. Sống trên đời ta cũng chẳng là gì, đạo hiếu thảo sẽ có đi có lại. Cầu mong đời nếu có ai lỡ dạy, hãy quay về làm lại với mẹ cha. Bởi đạo hiếu phải tâm tính thật thà, lòng thành khẩn tận tâm mà báo hiếu. Nhưng mà mình thì người ta nói có những cái nghịch lý nhân sinh trong cuộc đời của chúng ta. Nghịch lý nhân sinh là sao? Là cha mẹ nuôi con á là như biển hồ lai láng đó, lớn lắm. Mà con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày đó, những nghịch lý nhân sinh. Cha mẹ thương con thì vô điều kiện, lo cho con thì vô điều kiện. Còn mình nuôi cha mẹ nhiều khi mình có điều kiện. Vì vậy đây nó có một số cái nghịch lý nhân sinh. Thí dụ như cha mẹ chỉ biết cho mà không biết đòi nghe. Con cái chỉ biết vòi mà không biết trả. Nó nghịch lý nhân sinh dữ lắm mà sao nó nhẫn nhơ ở ngoài đời nhiều như vậy. Hôm nay chúng tôi muốn đòi là sự công bằng đó. Tính là công bằng thôi. Tức dai nhiêu trả nhiêu cho nó quề vốn nữa, chứ không dám nói cho quý vị lo cha mẹ nhiều hơn. Cha mẹ dạy điều hay á thì kêu là lắm lời. Bước chân ra đời thì ngỡ ngang ngỡ ngẩn. Những người con như vậy đó. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường, bước chân ra đường thì kính phường trộm cướp. Ở nhà thì coi thường cha mẹ dữ lắm, ra ngoài đi trọng mấy ông nội gì đâu không. Cha mẹ ngồi đấy không một tiếng hỏi han, mà vào đến cơ quan thì cúi đầu chào thủ trưởng. Có không? Có. Cha mẹ còn chẳng thơm thảo bắt canh rau, mai khuất núi xây mồ to mã đẹp. Dỗ cha thì coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện thì cái này tiêu rồi. Hết rồi, cái gì? Kỳ lạ của con người là gì nè? Con người nhiều lúc lạ kỳ, còn cha còn mẹ sống thì vô tâm, mất đi thì kèn trống ầm ầm, xôi gà hoa quả từng mâm bàn thờ. Khi còn đối xử thờ ơ, mất đi đốt cả ngàn tờ đô la. Khi còn cãi mẹ cãi cha, mất đi than khóc suốt ba ngày trời. Khi còn chẳng chịu nghe lời, mất đi than khổ vì đời mồ côi. Khi còn cãi mẹ tay đôi, mất đi mới biết muộn rồi bạn ơi. Ai còn cha mẹ trên đời, làm ơn thương mẹ nghe lời của cha. Còn nhiều đọc hết trơn rồi. Bây giờ chúng tôi nói cái phần thứ hai. Cái ý thứ hai là nếu như mà mình lo biết ơn và biết cách trả ơn cho cha mẹ thì cái lợi ích của chúng ta là gấp đôi. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Khi mà mình phụng dưỡng cha mẹ đó, có hiếu với cha mẹ đó, điều thứ nhất là chúng ta trả được ơn cho cha mẹ. Điều thứ hai là gì biết gì không? Chúng ta gặt được một cái nguồn phước báo vô lượng vô biên.
vì cha mẹ được nằm trong cái dạng là bậc xứng đáng cúng dường. Những cái bậc mà xứng đáng cúng dường rồi, khi chúng ta cúng dường vào thì cái phước nó nhiều hơn là cái bậc không xứng đáng cúng dường. Hiểu cái ý này không? Cái ruộng mà cái ruộng màu mỡ thì chúng ta gieo trồng vào thì cái kết quả nó sẽ nhiều hơn là cái ruộng khô cằn. Mình lo cho chồng, lo cho vợ, thậm chí lo cho con cũng có phước, nhưng mà phước đó không bằng mình lo cha mẹ. Cho nên nói về trả ơn cha mẹ, chúng ta được hai cái lợi ích. Lợi thứ nhất là trả được ơn ở cha mẹ. Lợi thứ hai là gì? Được vô lượng công đức. Nói theo lực nhân quả, mình mà có hiếu với cha mẹ thì sau này con nó sẽ có hiếu với mình. Vì hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận. Ngỗ nghịch nào có khác chi? Xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Nếu mình hiếu kính với mẹ cha thì con sẽ hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Có câu chuyện là cái anh thanh niên này khi cha mẹ già, thay vì xem đây là cái duyên, cái dịp lớn nhất trong đời mình để mà mình báo hiếu và mình tạo phước. Cha mẹ là cái nguồn phước vô biên của mình. Cúng dường cha mẹ nó phước như cúng dường của Đức Phật vậy đó. Công đức nó ngang ngang vậy đó. Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá, ngó ra ngoài biển thấy cặp cá đang đua. Đi về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ mà lập chùa thờ cha. Cha mẹ được ví như là giống như là trong chùa vậy đó. Thờ đó mà vô chùa mình cúng dường tam bảo thì nó phước như thế nào thì mình cúng dường cha mẹ nó phước y chang như vậy. Cho nên đó là phụng dưỡng cái cha mẹ, ngoài vấn đề trả ơn ra chúng ta còn được cái phước đức lớn nữa. Rồi chúng tôi đang nói rằng là nói theo nhân quả, nếu mà mình bất hiếu với cha mẹ thì con mình nó bất hiếu với mình, là cái chuyện đó chuyện đương nhiên. Thì câu chuyện chúng tôi nói là có cái anh chàng thanh niên này khi cha mẹ về già, không xem đây là một cái duyên của mình, một cái phước duyên của mình nha. Bởi vì cha mẹ già già là cái dịp để mà mình phụng dưỡng, cho cha mẹ còn trẻ mà làm mình phụng dưỡng được không? Không được. Cha mẹ đi không nổi mình mới đỡ chứ. Cha mẹ bệnh mình mới lo chứ. Bây giờ cha mẹ khỏe cha mẹ cho mình đỡ không? Không. Cha mẹ già đó là cái dịp, là cái duyên lớn nha. Mình phải tranh thủ à. Vì không, mẹ già như chú chín cây mà. Gió lai mẹ rụng lúc nào mình đâu biết. Cho nên bây giờ mình tranh thủ cái đây là cái dịp lớn trong cuộc đời của mình để mà mình tạo phước phụng dưỡng cha mẹ. Thì cái anh chàng thanh niên này anh xem là gánh nặng chứ không phải là duyên phước gì đây. Thấy cha mẹ già mình phải lo cơm nước rồi chăm sóc rồi nặng nề quá. Anh mới bỏ vô cha mẹ vô hai cái đồ gánh á, gánh cha gánh mẹ vô trại dưỡng lão gửi cho nó khỏe. Thay để nhà để phụng dưỡng. Nói nhà mình tất bật quá, mình không có lo được cho cha mẹ, cho nên gánh vô cha mẹ vô cái dưỡng lão gửi trong đó. Khi anh ta về đó thì đứa con trai nhỏ của anh ta mới đem cái cặp đòn gánh nó đi cất đi. Thì thanh niên này mới ngạc nhiên hỏi, ủa sao con cất cái đòn gánh này chi vậy? Nó con cất để dành đó, mốt cha già còn gánh cha vào đó. Cho nên những người bất hiếu ta nói là học cao hiểu rộng mà chi, để rồi chữ hiếu vứt đi không màng. Quy quyền chức tước giàu sang, mặc cho cha mẹ lang thang chợ đời. Sinh thời có máu không rời, cha mẹ chăm sóc cho đời ấm no. Học hành thi cử chạy lo, miếng cơm manh áo giày vò tấm thân. Nuôi con khôn lớn tảo tần, mưa giông nắng cháy vai trần trơ sương. Cuộc đời vất vả gió sương, mong con thành đạt tương lai sáng ngời. Làm con chữ hiếu nên tròn, bất nhân bất nghĩa con mình nói theo. Cuộc đời là sợi dây leo, nhân nào quả nấy chớ gieo ở đời. Cho nên cái bất lợi lớn nhất của cái người bất hiếu là gì? Là tạo cái trọng nghiệp, trọng tội. Không có cái tội nào nặng bằng tội bất hiếu. Mà cũng không có cái phước nào to lớn bằng cái phước chúng ta có hiếu. Như vậy Đức Phật dạy là khi cha mẹ còn sanh tiền thì phải phụng dưỡng tôn
tôn thờ chết thì tưởng niệm vọng bái. Ngoài cái vấn đề lo cha mẹ về vật chất ra, cái người con mà lo cha mẹ, trải hiếu cha mẹ một cách cao thượng nữa, cao quý nhất là gì? Là hướng dẫn cha mẹ vào với Tam Bảo. Cái điều này các Phật tử chúng ta cần lưu ý. Cha mẹ chưa quy y, chúng ta phải cố gắng thuyết phục bằng cách nào đó để mà hướng dẫn cha mẹ chịu quy y. Cha mẹ chưa biết bố thí cúng dường làm thiện, mình phải tạo điều kiện giúp cho cha mẹ để cha mẹ biết làm phước, tạo việc lành để chuẩn bị cái tư lương hành trang cho cha mẹ mang qua kiếp lai sinh. Thì cái này mới là cái giá trị lâu dài. Mình có lo cho cha mẹ ăn ngon mặc đẹp như thế nào nữa thì cũng chỉ trong cái cuộc đời này thôi. Khi cha mẹ quá giảng rồi mình có đi theo lo được không? Thưa rằng là không. Không có ai mà chết theo cha mẹ lo cha mẹ hết. Cho nên khi cha mẹ quá giảng rồi mình không thể nào mà theo cha mẹ để lo được, thì tốt nhất bây giờ tạo điều kiện giúp cho cha mẹ biết làm phước, biết tu. Vì khi cha mẹ biết làm phước, biết tu thì cha mẹ mang theo những cái gì? Mang theo tư lương hành trang phước đức đó cha mẹ qua bên kia để cha mẹ chỉ dùng. Vì khi người chết đi không mang theo được cái gì, chỉ mang theo được cái gì? Phước đức mà thôi. Phước là loại tài sản mà mình có thể mang theo từ đời này qua đời kia được. Còn tất cả các tài sản khác phải để lại. Chúng ta phải lưu ý điều này. Cho nên những người con có hiếu, ngoài vấn đề phụng dưỡng cha mẹ về vật chất ra, nhớ là phải hướng dẫn cha mẹ biết quy y Tam Bảo, biết giữ giới và biết làm lành lãnh dữ. Đó là cái sự báo hiếu tốt đẹp nhất. Cho nên những cái vị xuất gia mà quý vị nói nhiều khi nói là không có hiếu với cha mẹ thì không đúng. Bởi vì những vị xuất gia là hướng dẫn cha mẹ về Phật Pháp. Người cha người mẹ nào có người con đi xuất gia đó thì người cha người mẹ đó tự động là những người trở thành là người Phật tử biết Phật Pháp. Con xuất gia cũng hiểu lẽ vuông tròn, muốn phụng dưỡng không gì bằng phúc huệ, không gì bằng ân đức từ tôn. Thôi thì hôm nay chúng tôi được mang cái sứ mệnh là khai mạc cho chương trình Pháp hội tuần lễ Du Lan tại chùa An Lạc. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ, cảm ơn với quý vị đã hợp tác với chúng tôi cho Chánh Định được hoàn thành cái nhiệm vụ là lên đây giảng một cái bài pháp có tựa đề là Bóng Mát Cuộc Đời. Giới thiệu đến quý vị, Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng, Cha Mẹ là những bóng mát trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta biết gìn giữ và bảo vệ những cái bóng mát này để cho cuộc đời chúng ta nó được mãi mãi được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của cha mẹ, nhất là những người con có hiếu mới cảm được điều này. Bởi vì sao quý vị biết không? Vì khi mình lớn lên mình có nuôi con thì mới hiểu được lòng cha mẹ. Hôm nay mình lo cho con như thế nào thì mới biết được người xưa họ hết tình như mình như thế nào. Thì bài giảng hôm nay đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Trước khi dứt lời cho Chánh Định được nói lời niệm ân đến Hòa Thượng Diện Chủ Đại Đức Trụ Trì cùng Chư Tôn Đức tại Bổn Tự cũng như trong ban tổ chức tuần lễ Pháp hội Du Lan Báo Hiếu Ban Phụ Mẫu, đã cho Chánh Định một cái dịp, cái duyên, một cái khoảng không gian, thời gian vô cùng tuyệt vời để Chánh Định chia sẻ bài giảng này. Và trong khi trình bày, nếu có điều chi sơ sót, kính mong trên Chư Tôn Đức và dưới toàn thể đạo tràng Phật tử niệm tình hỷ xả cho. Trước khi dứt lời, chúc cho toàn thể quý vị cùng luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật, và luôn được hưởng trọn vẹn trong cái tình yêu thương của những ai còn có cha mẹ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.